Xin chào 500 anh em đang theo dõi điểm tin World Cup 2022 trên web thể thao.vn. Ngay sau đây sẽ là những tin tức lịch thi đấu cũng như kết quả của World Cup 2022 sẽ được chúng tôi mang đến cho 500 anh em. Cody Gakpo đang chơi rất hay tại World Cup năm nay, dù đây mới chỉ là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của đội tuyển Hà Lan. Gặp đội chủ nhà Qatar ở lượt trận đấu cuối cùng của bảng A, tiền đạo câu lạc bộ PSV Eindhoven tiếp tục mở tỷ số cho đội nhà. Bộ ba De Bay, Klaassen và Gakpo phối hợp ăn ý trước khi Gakpo sập thẳng vào vòng cấm và sút chìm hiểm hóc về góc xa để ghi bàn. Như vậy, Gakpo đã trở thành cầu thủ thứ hai mở tỷ số trong 3 trận vòng bảng của một kỳ World Cup. Người đầu tiên có được thành tích này là Otobelli của đội tuyển Italia ở vòng bảng World Cup năm 1986. Với pha lập công này, Gakpo cũng đã bắt kịp thành tích của Kylian Mbappe và Enner Valencia trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup 2022. Trong khi đó, trận đấu còn lại của bảng A chứng kiến cuộc đọ sức sinh tử giữa Senegal và Ecuador. Ở trận đấu này, Senegal buộc phải giành chiến thắng mới có thể giành vé đi tiếp. Điều này giải thích tại sao các học trò huấn luyện viên Alouchise đã rất khẩn trương tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những nỗ lực ép sân của Senegal được đền đáp vào cuối hiệp 1 khi Ismail Assar bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính cầu thủ của Watford đã mở tỷ số. Tỷ số này sẽ giúp Senegal giành vé đi tiếp và Ecuador buộc phải từ bỏ lối chơi phòng ngự để chuyển sang tấn công trong hiệp 2. Đội bóng Nam Mỹ có bàn gỡ hòa bất ngờ phút số 7 khi Moses Caicedo đem bóng cận thành trong tình huống đá phạt góc. Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tay gang vì chỉ hơn 2 phút sau, chính xác là 181 giây, trung vệ Koulibaly ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Senegal. Đáng chú ý chính người hùng Enner Valencia của đội tuyển Ecuador là cầu thủ phá bóng vào chân Koulibaly thực hiện cú sút nối ngay trong vòng 5m50. Bàn thắng này đã đưa Senegal giành vé dự vòng 1/8. Trong khuôn khổ bảng B, đội tuyển Mỹ đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp dù chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng ở vòng bảng năm nay, bao gồm bàn thắng quý giá trước Iran. Trong trận chiến sống còn để phân định thứ hạng, Mỹ đã thành công trước Iran bằng lối chơi đầy năng lượng và dồn sức tấn công. Christian Pulisic ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà phút 38. Trận đấu giữa Iran và Mỹ vốn được giới truyền thông chú ý vì sự nóng bên ngoài sân cỏ cả từ phía hai đội. Ở trận đấu còn lại của bảng này, Anh đã vượt qua Sweden bằng một trận đấu dễ dàng với tỷ số cách biệt 3-0. Thắng lợi này giúp họ có được 7 điểm và vị trí nhất bảng B. Như vậy, những cặp đấu đầu tiên của vòng 1/8 đã được xác định. Hà Lan nhất bảng A sẽ gặp Mỹ nhì bảng B, Anh sẽ gặp Senegal. Các trận đấu của vòng 1/8 sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 3 tháng 12.